Rồi, hello, xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em Chụp Cụ 24.vn. Và em tên là Sang. Số điện thoại 0933 119 666, được chạy phía bên dưới màn hình đó. Và cái địa chỉ của em là ở Cần Thơ, 303X, khu dân cư Hồng Bàng, đường Nguyễn Văn Linh. Có để ở phía bên dưới cái dòng tin dưới này. Anh em nào ở đây thì có gần sát bên thì chúng ta có thể ghé ở đây để mua hàng. Rồi, em vô cái sản phẩm của ngày hôm nay. Có một số cái bào gỗ. Trước tiên là đây là những cái bào gỗ này hôm nay rất là đẹp nha. Những cái bào này nó hàng, nói chung là hàng cũng khá là đắt tiền chứ không phải là rẻ. Đây, này là 4 cái bào gỗ, 4 cái, nhưng mà tức là cái này giống như là nó một bộ của một cái ông thợ mộc ha, là nó không có cái nào giống cái nào hết, nó khác hết. Trước tiên là giới thiệu cái nhỏ này trước đi. Cái nhỏ này là bào cóc ha, bào cóc dùng chúng ta để gọt cạnh, bào cạnh để chúng ta vớt lại những cái cạnh dán cạnh ấy rồi đó, đúng không? Rất là xịn cái gỗ này, cái loại gỗ này cực kỳ cứng luôn, nghe không? Cái bào nó có hai loại gỗ nha. Thường thấy cái loại gỗ này là cái loại này nè, nó làm cán búa rồi á. Cái lưỡi này nó không bị mẻ luôn mà cực kỳ bén. Hiện tại là cái này chúng ta về là chúng ta chỉ cần gõ chỉnh cái lưỡi cho nó đều cái lưỡi là mình có thể là bào được rồi. Không phải cần mài, không cần mài. Đây, nó còn sáng hới, còn rất là bén, không có bị mẻ. Cái lưỡi này thì bề ngang của nó chỉ được có 3 cm thôi, 3 cm. Thì cái cảnh dán của mình nó chỉ có tầm mười mấy ly thôi à, mười mấy đến 20 ly, không có nhiều. Mình dùng một cốc là mình gọt. Cái bào này giá 150, mã là 7903, 7903, giá 150.000. Rồi kế đến là một cái bào này, bào lớn, bào này lớn nhất nè. Chung là mấy cái bào này nó mài còn rất là bén, sắc bén, không có bị mẻ. Cái nào cũng gì chăng, 2 cái, 3 cái, 4 cái luôn. Và cái loại bào này nó dài ha, nó đầu dài. Nó đầu dài là tức là nhỏ tiếng nha. Nó đầu dài cho nên là mình cầm cái tay mình kéo á, mình kéo nó dễ hơn. Có những cái thì nó ngắn hơn, cái đòn mà từ đây tới đây nó ngắn hơn, mình cầm nó không có xuống bằng cái này dài. Cái này dài cầm dễ cầm hơn ha. Cái lưỡi của nó thì coi đâu cái lưỡi nó. Lưỡi nó là được là 50 60 60 ly ha. Cái lưỡi bào được 60 ly. Rồi chiều dài của nó thì 27 cm. Đây, lưỡi cực kỳ bén luôn, không có bị mẻ bị hết ha. Chỉ cần mình chỉnh lại, chỉnh cái lưỡi bào cho nó đều nhau là mình bào được rồi. Cái này giá của nó là 350, mã là 7904, 7904, giá 350.000. Rồi còn cái này, cái này là nó bào cái kiểu là như là nè, cái loại lưỡi bào nó gì nè, cực kỳ sắc luôn nha. Đây, thấy không? Không có bị mẻ. Cái này là chỉ cần chỉnh là mài thôi, không cần mẻ. Dường như là nó mới, cũng khá là mới. Khá mới, 90% á, mới 90%. Cái lưỡi bào này 3.200 yên luôn nè ha. 3.200 yên thì nó 3.200 yên á. Cái này là nó khoảng 600 mấy chục nghìn. Ha. 600 mấy ở bên kia đó, 600 mấy. Hàng mới mà mua này 600 mấy thì ra nó khoảng 1 triệu mấy cái này. Ha. Còn mới chát luôn, còn khá là mới. Và cái bề ngang lưỡi của nó là 42 ly. 42 ly ha. Đây, để đóng dấu 42 ly nè. Cái bào này giá 350, mã là 7902. 7902, giá 350.000. Giá này là giá chưa có phí vận chuyển nha. Còn cái này thì mã 7905, giá 300. Nói chung là những cái bào này nó gỗ nó còn sáng hớ, còn rất là đẹp. Cái hai nữa là cái đòn
rất là dài, cây nào cũng vậy chứ, dài dễ cầm hơn ha. À, cái này thì cái lưỡi của thằng này chiều dài, chắc chiều ngang của nó tầm cũng 40 luôn á, 40 ly à, được 40 ly ha, 40 ly à. Cái này giá 300, mã là 7905, 7905 giá 300.000. À, em thì không có review cái vụ bào ha, tức là bào thực tế á, tại vì cũng đã có nhiều cái video ở trên YouTube này cũng có giới thiệu, cũng quảng cáo về cái, nói về cái bào rồi, bào của Nhật rồi, nên chỉ cần nói về cái kích thước các thứ thôi ha, tình trạng thôi. À, cái này giá 300 nha, mã là 7905, này 7902 350, này 7903 150, và cái này là 7904 350. Rồi tiếp tục cái sản phẩm kế nữa, đó là cái cự lấy dấu, cự lấy dấu để chúng ta gạch, chúng ta làm dấu, chúng ta là mồi hoặc là chúng ta khoan các thứ gì đó, à, gỗ đây, hoặc là chúng ta dùng để chúng ta làm mộng gỗ nha. Là khi mà cái cây cây này chúng ta cặp vô đây, ta cặp vô đây rồi chúng ta kẽ thẳng lên, để đây nó có hai cây nè, thì chúng ta làm, nếu mà chúng ta kẽ thì đường dấu cho nó đều gan hết luôn ha, thì nó hai đường như thế này đó. Muốn làm cái mộng nó khoảng quá lớn thì chúng ta chỉnh đây, chúng ta khóa đây lại thì mình kéo lên, cặp vô và kéo đó, rồi đục theo đường thẳng là ok rồi. Cái cây này giá 100.000, mã là 7906, 7906 nha, giá 100, giá chưa có phí vận chuyển, tức là báo okay, nãy giờ là em báo là giá chưa có phí vận chuyển nha. Rồi kế đến tiếp tục là những cái đục nữa, à, đục gỗ, đục gỗ này đẹp không à, đục này khá là đẹp luôn, à, còn mới chát, và cái lưỡi nó nè, nó mài được mài còn bóng hới luôn, không có bị mẻ ha. Cái này là nói chung là cái này về là chúng ta chỉ cần sử dụng, về là sử dụng luôn, hoặc là nếu mà muốn kỹ hơn thì chúng ta mài lại sơ ngang cái nữa, mà hiện tại là nó còn bén, vô cùng bén luôn ha, còn mới chát à, rất là đẹp. Rồi để em đo từng cái kích thước của thằng này, từng cái mini của nó. Để lấy cái thước để đo cho mọi người xem. Cái nhỏ nhất, cái này cái nhỏ nhất là nó được là 1, 2, 3 ly. Cái nhỏ nhất là 3 ly. À, cây kế đến, cây kế đến là nó được bao nhiêu ly đây? Cây kế đến là 9 ly. 9 ly. Cây kế nữa là được 11, 12 ly. Cây này 12 ly. Và cây lớn cuối cùng là được là 15 ly. Đó, tất cả là khoảng 4 cây combo chung bộ này, giá 500. Mã là 107. 107 nha. Giá 500, giá chưa có phí, chưa có vận chuyển. Bao này rất là đẹp, tức là nó có sử dụng nhưng mà còn lưỡi nó làm như nó mài sơn sẵn chưa nè, về chỉ cần đục thôi. Rồi đây là một cái dao để mà mình ghép tỉa cành các thứ ha, của Nhật Bản, rồi đi Nhật. Đây nè, làm thủ công. Nói chung thì cây này thì nó sử dụng cũng ok, nhưng mà nó không bằng cái loại, có những cái loại mà nó gân gân mà cán gỗ thì nó mắc, rất là mắc. Đây có cái dấu chữ của nó đây nè. Này về mình làm thêm cái tết cái cọng dây vô đây làm cán đó. Rồi cái này giá 130, mã là 106. 106 nha, giá 130.000. Rồi, đây là tiếp tục là những cái dụng cụ để làm mộc nữa, là cái bào, gọi là cái bào cái gì đó, cái dũa, bào dũa gỗ ha. Tức là nó, cái này là dùng, mình dùng thô á, mình gọt trước. Ví dụ như cái nào mà nó dư nhiều quá chúng ta gọt trước. Nếu mà cái loại mà cái dũa gỗ bình thường á, thì khi mà dũa thì nó, nếu mà dũa cái đó thì nó rất là lâu ha. Chỉ là khi nào mình dũa xong cái này, tức là mình gọt xong rồi mình lấy cái dũa mịn hoặc là nhám mịn người ta mình chà lại thôi, cái này nó làm rất là nhanh. À, tại vì nó giống như những cái lưỡi bào vậy đó, ta cầm ta bào
đó, cũng mới rất là đẹp luôn, của hiệu Stanley, nhưng mà Stanley này nó là của Anh ha. À, đây là những cái đời cổ mấy cụ của Anh này, bây giờ thì nó sản xuất tại China hay Đài Loan vậy. Cái này là hiện tại là của Anh, Made in England, rất là đẹp luôn ha, còn mới chát luôn, nó làm rất là dày nha, cầm rất là nặng tay. Cái kèm theo là một cái lưỡi ở một cái miếng này xay cua, cái miếng này xay rất là lâu, cực kỳ lâu luôn. Đó, xay cua để mình bào. Rồi, cái này giá của nó là 300.000 nha, mã là 7901. 7901 với giá là 300, giá này là giá chưa có phí vận chuyển. Tiếp đến là một cái thước bình, thước này, thước 30 độ. Thước 30 và 45 độ ha. Này mình như 30 độ. À, thước ke rất là dày luôn. Cái này là thép, thép chuẩn, là chuẩn chuẩn thép không gỉ, chuẩn inox luôn nè. Đó. Nó có cái nhược điểm là nó không có cái vạch. Cái này thì dùng để chúng ta kẻ thôi. Chúng ta kẻ để chúng ta lấy dấu, chúng ta cưa, chúng ta làm gì đó ha. Chứ nó không có cái làm, ví dụ làm gạch, cắt gạch cũng gì mình kẻ vô đây mình kẻ được. Nó không có cái hệ mili. À, nó không có cái dấu vạch để chúng ta làm dấu chuẩn xác. Cái này giá của nó là 200.000, mã là 2506. 2506 giá 200. Rồi, đây là cây cưa. Em lại quay lại tiếp tục cái cưa gấp. Cưa gấp của hiệu MKK, nội địa Nhật nha, tức in Japan. Đây. Đó. Có kèm theo một cái giỏ để chúng ta dắt vô. Ta dắt vô trong cái giỏ này, chúng ta đeo trên thắt lưng á. Để khi mà mình làm vườn mình đem theo, mình bắt dắt vô không có bị vướng víu. Đó, đây. Cái lưỡi này bên này em có bán cái lưỡi này nữa nha. Cái lưỡi này có bán. Anh em nào mua thì em có thể liên hệ thêm, mua thêm cái lưỡi cũng được, xe cua. Đây, Japan. Của hiệu MPK. Thì cái hiệu này thì nó về cái chất lượng á, về cán này thì nó ok rồi, nhưng mà cái lưỡi thì nó mỏng hơn so với cái lưỡi của thằng Suki của hiệu Rumboy. Và nó bén thì về độ bén thì nó giống nhau ha, nó mài nó bén giống nhau thôi. Cái này giá của nó là 500, tại vì nó rẻ hơn cái thằng Suki, và nó có cái được cái túi này để mình đựng nè. Đó, cái này mã là 4011, giá 500. 4011 nha, 4011 giá 500, giá này là giá chưa có phí vận chuyển. Rồi, tiếp tục là một cái kèm của hiệu Top. Cái kèm của hiệu Top. Cái này kích thước của nó là 200mm ha. Em này làm bao ra, bảo đảm là một cây ở đây là bán rẻ nhất có thể luôn. Và số lượng nó rất là ít, chứ không phải là có nhiều. Sắp tới thì có em bán luôn cái Fuya thì sẽ lúc nào cũng có hàng để cho mọi người mua ha. Hàng mới. Cái hiệu Top này, kích thước 200mm, kìm điện ha. Mã 4604 giá 350, 350.000. Cái này nó cắt được tới 3.4 ly luôn nè. 3.4 ly. Và dây chắc là dây mềm chứ không phải dây cứng đâu. 3.4 ly luôn á. Cái cây này mà mua mình nhập khẩu về chắc tầm khoảng 700-800 nghìn ha, 700 mấy, tại vì cái này ở đây nó 4.100 yên là nó khoảng rơi vào khoảng 400 mấy rồi, nhập về thì thoải mái thì nó ra nó tới 700 mấy, 700-800. Đây, quá trời đẹp luôn ha. Top CB 200, giá là 350 nha, mã là 4604. 4604 giá 350.000. Cắt dây đồng.
dây đồng một lõi á, lõi thì nên cắt được là 3 ly mấy luôn ha. Và hoặc là dây kẽm thì nên cắt dây mềm á, không? Cắt rất là nhanh nè, rất là ngọt. Cắt dây mềm á thì nó sẽ ấy hơn, cắt dây cứng á, cắt dây cứng thì như là nó sẽ dây nhỏ hơn, cái đường kính cắt dây cứng em nghĩ là nó tầm ở đây nó không có để là cái cắt dây thép bao nhiêu, chỉ để là 3.4 à. Make in Japan. 350 mã là 4604. Rồi, tiếp tục cái sản phẩm khác. Đó là kìm Fujiya. Kìm Fujiya. Kìm Fujiya này là kích thước của nó là 175 ly. 175 ly. Cây này giá 320. Cái cây này loại này nè, cái loại này thì nó không có phân phối ở Việt Nam nè. Cái loại này nó chỉ có ở bên Nhật thôi. Đó. Kích thước cái này nó cắt được là dây đồng là 3.5 ly, còn stairway tức là dây cứng, dây thép á là 3 ly. Nó cũng khá là cứng nha. Độ cứng của nó là 57 đến 61. Độ cứng của nó 57. Đây Fujiya Made in Japan ha. Đây. Cái dòng này thì nó chỉ có ở bên Nhật, cái bên mình hình như là nó cái loại cầm khác, loại khác nữa, vài bữa nữa khi nào có hàng em sẽ review ha. Còn cái này loại này nó bên Nhật nè, loại Nhật. Rồi, cái này giá của nó là 320.000, mã là 4616 nha, 4616. Làm rất là sắc bén luôn. Cái loại này thì nó làm như là nó đời cũ á, đời cũ như là nó còn cái, tức là nó khắc chứ không phải là nó in laser. Cái loại mới thì nên laser, và loại này nó khắc. 320.000, mã là 4616, 4616, 320.000, giá chưa có phí vận chuyển. Rồi, đây là cái kìm cắt Fujiya nữa. Cái kìm này là kích thước của nó là 150 ly. Mấy cái kìm cắt của thằng Fujiya làm rất là đã luôn. Tức là Fujiya hoặc là K3 hoặc là TTC đâu á. Kìm nó làm, nó mài nhìn giống như là mình cắt cái kìm mà kìm cắt móng á. Làm mài rất là kỹ. Đây. Mài vô cùng đẹp luôn, của thằng loại của Fujiya. Đây là em cắt. Không, cắt cực kỳ ngọt nha. Cầm cái cảm giác khi mà cầm một cái kìm xịn mình cắt á, là nó khác hoàn toàn với cái kìm dởm. Tại vì nó cắt một cái nghe nó cái tiếng nó rất là ngọt. Kích thước 150 ly. Cái này nó độ cứng của nó là 57 nè. Và nó cắt được dây đồng là 2.6 ly. Còn cái dây thép là 1.6 ly, đường kính 1.6 ly, nội địa Nhật. Cái này giá của nó là 210.000, mã là 4805, 4805, giá 210.000. Giá này giá chưa có phí vận chuyển, chưa phí vận chuyển nha, mã 4805, giá 210.000. Rồi, đây là cái kìm nhọn của thằng Fujiya, kìm nhọn. Cây này cũng giá của nó là 200 luôn. 200 mấy ta? Chưa, để xem mặt này. Mọi người để em xíu nha, tại vì có thể là nó bị lộn. Rồi, đúng rồi, 200.000 nha, bán 200. Mã là 6610, 6610. Giá là 200. Kích thước của nó là 150 ml. Kìm này thì nó chỉ có đơn giản là cái này kìm này cứng nha. Khá là cứng nè. Này độ cứng của nó tới 60 luôn nè. 60 và tính 62. Nó cắt được cái dây đồng là 1.26 ly và dây cứng, dây thép là 1.5 ly. Đây, cực kỳ đã luôn. Nó mài nó làm nhìn thấy thèm luôn á. Fujiya.
Cái này giá của nó là 200.000, mã là 6610. 6610 giá 200. Rồi, cái này thì nó cũng y chang vậy mà nó dài hơn. Và nó có cái găng, đường găng này nữa đây nè. Đây nữa nè. Găng để mà nó giữ cháy á. Cái này nó cắt được là, nhưng mà cái này nó độ cứng nó yếu hơn cái này nha. Cái này nó chỉ có 57 thôi, cậu này tới 60 nè. Cái này 60, cái này 57 thôi. Nó cắt được 2,6 ly dây đồng và 1,5 ly dây cứng, dây kim loại thép. Rồi điện Nhật nha. Mã là 6609, giá 215.000. 6609, quá trời đẹp luôn. Đây. Kích thước của thằng này thì là 175 ly. Đó. 170 ly nha. 170 ly nha. Giá của nó là 215.000, mã là 6609. 6609. Rồi, tiếp tục đó là một cái kìm tháo vít hư của thằng Engineer. Năm trước thì em có review một cái cây là Engineer 70 đó. Engineer 59. Còn cái này là 58, 57, BZ 57. Tức là nó cái dòng kia thì cái miệng nó bự hơn, cái này cái miệng nhỏ. Cái mỏi không phải là cái lớn là nó công dụng nó hay. Mà cái nhỏ này á, dùng để mình mở những cái con ốc nhỏ và ở trong những cái góc kẹt mà cái kìm lớn không đưa vô được. Tại vì cái kìm lớn cái miệng nó quá khá là bự, đưa vô nó vướng víu nó không quấy được. Còn cái kìm này thì nó dùng để cho mình xử lý ở những cái góc hẹp, những cái góc nhỏ, những cái con ốc nhỏ. Ở đây đường kính của nó mở là từ 3,5 cho đến 5,5 ly. Tức là cái đường kính của con ốc ở trên á. Chiều dài của thằng này là 120 ly, 120 ly, hàng nội địa Nhật nha. Kìm này mọi người mua là xứng đáng luôn á. Tại vì nó coi. Cái độ cứng của thằng này thì 56 ly. Tại vì có những cái con ốc á, những cái đồ có giá trị những con ốc ấy rồi đó, mình dặn mà sơ sẩy thì nó, tại vì thường những con ốc nhỏ nó sẽ bắt với những cái mạch hay là cái gì đó bằng nhựa, mà chúng ta dặn hư cái con ốc đó, chúng ta không có cái gì chúng ta tháo là làm hư luôn cái mạch điện tử đó luôn . Cho nên rất là quan trọng khi mà chúng ta sử dụng những cái con ốc như thế này, ở những cái kìm như thế này, để mình mở những cái con ốc như đó, con ốc hư đó, nó sẽ không có làm hư cái đồ vật của mình. Tại vì thường những ốc nhỏ thường là nó dặn cho những cái đồ nhẹ mà, nó đồ nó mạch điện tử hay là đồ điện tử thì nọ đó. Và cái đó là nó rất là dễ bể, nếu mà sử dụng lâu ngày á, mình mà dặn mình không khéo thì nó bể luôn cái miếng nhựa luôn. Nên là sử dụng con cái này. Thì cái này giá khá là mắc nha. Đó là nói trước là khá là đắt tiền. Cái này giá của nó 550, mã là 4622. 4622 giá 550.000, 550. Đó, cái này là có hàng nha. Em có thể đặt khi nào mà ở đây thì mình lấy về mẫu một cây hai cây để mình review trước, rồi đặt hàng thì mình sẽ có cái sản phẩm để mình về mình giao. Đây, giá 550, mã là 4622, 550.000, kích thước của nó là 120 ly. Rồi, kế đến là một cái xà cây, xà cây gọi là xà beng đó. Mới 100% nha. Cái này kích thước của nó là 260 ly, của thị hiệu Yamaruchi. Yamaruchi con gà nè. Mới, kích thước là 260 và 260. Giá của nó là 150, mã là 1403, 1403, giá 150.000. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem cái video của em. Đặt hàng thì xin nhắn tin, gọi điện vào số điện thoại 0933119646, được chạy phía bên dưới màn hình nè. Có anh thấy có thấy nhiều bình luận như là hỏi sao không để số điện thoại. Mà cái video mình lúc nào mình cũng để cái số dưới này đây, và cũng có đọc số mà không biết coi như thế nào mà vẫn không thấy được số. Rồi, chào cả nhà.